Xin chào anh em đã quay trở lại với Thắng Megasix động cơ thế hệ. Nay bên em sẽ review cho anh em mẫu dao tròn. Một bên trái em đây là dao Nhật bãi và bên phải đây là dao mới của Trung Quốc và gồm có hàng tốt và thường đang bán tại cửa hàng. Anh em lưu ý nhé, đang bán tại cửa hàng. Dao tốt và dao thường. Đây là vỏ hộp của sản phẩm mới hàng của Trung Quốc. Và bên này thì hàng bãi nên nó sẽ không có bao bì nhãn mác gì cả. Hàng bãi. Thì em sẽ báo giá công khai cho anh em, review cho anh em về xem về chất lượng của thép, nước thép của dao. Đấy. Giữa dao mới và dao bãi là như thế nào. Đầu tiên mình sẽ đến với dao của Trung Quốc ha. Bên tay phải em đây. Thì hiện tại tại cửa hàng Nông Ngư Cơ Duy Hải bán hai loại, một loại tốt và một loại thường. Đây là loại tốt, start. Dao này 4 tấc, đây nó có là 250mm nhân 2,5 nhân 40, cái này 4 tấc. Mình cùng xem chi tiết về cái con dao tròn 4 tấc này ha. Này. Nói chung dao này thì bán tại cửa hàng thì khách hàng đánh giá rất cao. Đánh rất cao, rất là chất lượng và xịn sò. Đây, mọi người theo. Đấy, rất là chất lượng luôn. Chiêu chiêu. Đây là chất lượng xịn sò. Dùng những con dao như này thì thật sự với anh em rất an toàn. Cực kỳ an toàn luôn. Mũi thép này bằng hợp kim chắc chắn xịn sò. Đánh giá một con dao tròn mà tốt thì nó ở cái đầu hợp kim này này. Thép tốt thì nó bén, độ bén được lâu hơn và nó không bị bể. Có một số dòng rẻ tiền như thế này thì khi anh em đánh ấy, là nó bể răng cái mũi này luôn, hợp kim này luôn. Chất lượng nó kém mà. Thì cụ thể thì một con dao tốt mà tại bán cửa hàng này như thế này 120.000 một cái nha, 120.000 một con dao như thế này, dao tốt xịn sò. Đấy. Còn với một con dao rẻ tiền như thế này thì chỉ có rằng 65.000 thôi, rẻ tiền. Nhìn chất thép đầu nó hàn vô là thấy nó non, nó mỏng manh hơn, nhìn thấy không? Nó không được xịn sò. Tất nhiên là hàng rẻ tiền mà, lấy đâu mà ngon được. Đó. Cũng 4 tấc luôn. Đó, nhìn thấy không? 4 tấc luôn. $65.000 thì thường ấy, là khách hàng em người ta sử dụng cái loại này hơn. Đó. Em chưa nói đến hàng bãi nha, hàng bãi tại vì hôm nay mới về. Còn hàng riêng hàng mới thì người ta sử dụng loại này hơn, rất là ngon. Đó. Cực kỳ bền bỉ luôn, chất lượng tốt, đánh giá khá là cao, phản hồi rất là tốt, bền bỉ. Đấy. Đây vỏ hộp ra đây. Esta ha. Còn thằng này thì nó chỉ có vỏ xanh như này thôi. Đó. Anh em dùng này thì rất là an toàn ha, cực kỳ an toàn luôn. Rồi. Bỏ qua hai cái con Trung Quốc và giá cả như thế, mình cùng sang con dao Nhật thì nó như thế nào. Dao Nhật ở đây thì nó rất là nhiều kích cỡ, nhưng mà cái loại này thì đang ở đây là loại nhỏ này. Loại nhỏ nhá, chứ không phải loại lớn. Thì nó có số loại lớn loại nhỏ. Đây. Loại lớn và loại nhỏ. Đây, loại lớn và loại nhỏ. Anh em theo lớn và nhỏ đây, đây. Đó, này có nhiều kiểu này, này nó còn dày hơn nữa này, này thưa hơn chút này, đây cho quay cho anh em coi. Thì nếu mà cầm tay và vuốt thì em thấy là nó rất là bén luôn, móc vô nó bén khiếp lắm, chất thép tốt đấy, móc vô bén cực kỳ bén luôn. Đó.
mà một con dao Nhật này mà anh em biết là nó sử dụng thì nó bền bỉ cỡ nào. Thậm chí những bác ở Việt Nam mình vẫn còn đi săn dao cũ để mà sử dụng. Đấy. Anh em theo, săn dao cũ để mà sử dụng. Đấy. Dao cũ để mà sử dụng rồi. Mà đây là dao mới. Nhật bãi. Xịn sò luôn. Thì hàng này, riêng hàng này thì em lấy mẫu để cho anh em ấy thôi, chứ nó cũng có số lượng nó tầm khoảng 100 con dao này thôi, không có nhiều. Nên là anh em phải nhanh tay nhanh chân. Nếu muốn sở hữu một con dao cắt cỏ xịn sò như này thì phải nhanh tay nhanh chân, không có số lượng, không có nhiều nhá. Đấy. Lâu lâu giống như nó bán tồn kho xả kho gì đấy. Đó, nên nó mới có những cái hàng mới keng xà beng chưa xài như thế này. Là anh em phải nhanh tay nhanh chân để rinh nó về sử dụng và trải nghiệm xem cái chất lượng và thép của Nhật nó như thế nào. Đây anh em thấy không? Rất là bén. Và giá của những cái con này thì nó chỉ có giá là 100.000 thôi. 100.000 một con dao. 100.000 cho loại to loại nhỏ. Đấy. 100.000 một con dao. Chỉ 100.000. Rất nhiều. Và anh em nào mua số lượng. Đấy nhá, mua số lượng 3 dao trở lên hỗ trợ bao ship tận giường nhá. Hỗ trợ bao ship tận giường cho anh em luôn. Anh em có nhu cầu thì liên hệ. Hàng giá rất là tốt, rẻ hơn một con xịn sò kia, chỉ 100.000 một con, 3 con bao ship tận nhà. Rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp. Xin chào anh em.